cô chào các em lớp 5 trường tiểu học Minh Đạo. Hôm nay cô chào chúng ta sẽ học phần môn tập đọc của tuần 24. Trước khi học bài mới, cô ôn tập lại bài cũ cho các em. Bài cũ chúng ta là bài Lục tục xưa của người Ede. Cô mời các em mở sách trang 56. Chúng ta vào câu hỏi số 1. Em hãy đọc đoạn 1 của bài Lục tục xưa của người Ede và cho biết người xưa đặt ra lục tục để làm gì. Các em tìm hiểu cùng đối chiếu câu trả lời của cô nhé. Người xưa đặt ra lục tục để trừng phạt những người có tội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Đọc đoạn 3 về các tội và kể những việc mà người Ede xem là có tội. Các em cùng tìm hiểu cùng đối chiếu với đáp án của cô. Những việc mà người Ede xem là có tội đó là tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. Cô vừa ôn lại cho các em nội dung của bài cũ. Các em hãy nhìn lên màn hình và quan sát bức tranh. Đây là bức tranh giới thiệu một chiến sĩ tình báo, đó là chú Hai Long. Tên thật của ông là Vũ Ngọc Nhạ. Ông là thiếu tướng, là một người tình báo nổi tiếng của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Vậy, chú Hai Long đã hoạt động như thế nào? Các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài Hộp thư mật. Mời các em mở sách trang 62. Ở bài này, các em chú ý đọc giọng trôi chảy, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Khi hồi hộp, khi vui sướng, nhẹ nhàng, toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật. Các em nghe cô đọc mẫu, hãy đọc thầm theo và phân đoạn bài văn. Hộp thư mật. Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật. Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng. Đôi lúc Hai Long đã đáp lại. Anh dừng xe trước một cột cây số đen đường, giữa cánh đồng vắng, tháo chiếc buji ra xem, nhưng đôi mắt anh không nhìn chiếc buji mà chăm chú quan sát mặt đất phía sau cột cây số. Nó kia rồi, một hòn đá hình mũi tên, lại chữ V quen thuộc, trỏ vào một hòn đá dẹt, chỉ cách anh ba bước chân. Hai Long tới ngồi cạnh hòn đá, nhìn trước, nhìn sau, một tay vẫn cầm chiếc buji, một tay bẫy nhẹ hòn đá. Hộp thư lần này là một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng. Anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc, rút ra một mảnh giấy nhỏ, thay vào đó thư báo cáo của mình, rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ. Công việc thế là xong. Một giờ nữa sẽ có người tới lấy thư. Anh trở lại bên xe, lắp buji vào rồi đạp cần khởi động máy. Tiếng động cơ nổ giòn. Chưa đầy nửa giờ sau, anh đã hòa lẫn vào dòng người giữa phố phường náo nhiệt, Hữu Mai. Bài văn này chúng ta có thể chia thành 4 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho tới đáp lại. Đoạn 2, từ chỗ anh dừng chân đến 3 bước chân. Đoạn 3, Hai Long tới ngồi, tới chỗ cũ. Đoạn 4 là phần còn lại. Trước khi qua phần tìm hiểu bài, chúng ta cần luyện đọc những từ sau. Cô đọc mẫu, các em sẽ đọc theo. Buji. Chỗ cũ, lưu ý đọc giọng, đúng giọng thanh ngã. Nổ giòn, chú ý âm di của từ giòn. Hòa lẫn, chú ý thanh ngã của từ lẫn. Ngoài ra, trong bài còn có những câu văn dài, khi đọc chúng ta cần ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, như câu văn sau đây. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu giải nghĩa từ khó trong bài. Từ thứ nhất đó là từ Hai Long.
Hai Long là ai? Quan sát lên đây, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chú Hai Long. Tên thường gọi của chú là Vũ Ngọc Nhạ, là một chiến sĩ tình báo nổi tiếng hoạt động trong lòng địch trước ngày miền Nam giải phóng. Tiếp theo là từ cột cây số. Đây chính là hình ảnh của cột cây số. Chúng được làm bằng xi măng đặt dọc ven đường, chỉ khoảng cách còn lại trên quãng đường. Nhìn vào đây các em sẽ biết còn khoảng 200 km hoặc là 260 km nữa sẽ đến Quảng Trị. Từ tiếp theo là hòn đá dẹp. Đây là một hòn đá có hình dạng khối tròn nhưng không phồng cao, trông như bị ép xuống. Tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ Buji. Đây là hình ảnh của chiếc Buji, chúng là bộ phận đánh lửa của động cơ xe. Thế động cơ là gì? Động cơ nhìn lên hình vẽ chúng ta thấy khoanh tròn màu đỏ ở trên một chiếc xe, đó chính là động cơ. Động cơ là bộ phận dùng để biến xăng dầu thành năng lượng chạy máy. Cần khởi động. Cần khởi động là cần đạp ở xe để nổ máy. Bộ phận này chỉ có ở những xe chạy bằng số. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài nhé. Các em hãy đọc thầm đoạn 1 và cho biết người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào. Các em cùng tìm hiểu. Đối chiếu với câu trả lời của cô. Đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng, hòn đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật. Báo cáo được đặt trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng. Qua câu số 2. Cũng tiếp tục đọc thầm đoạn 1 và cho biết qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì? Các em cùng tìm hiểu, đối chiếu câu trả lời của cô. Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng. Tiếp tục, các em đọc thầm đoạn 2 và đoạn 3, nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Đối chiếu với câu trả lời sau. Chú Hai Long lấy thư và gửi báo cáo rất kín đáo, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người khác. Chú vờ như xe bị hư, tháo buji, quan sát trước sau, một tay cầm buji, một tay bẩy nhẹ hòn đá, lấy thông tin và gửi báo cáo vào hộp thuốc đánh răng, rồi đặt lại chỗ cũ, lắp buji, khởi động xe, làm như vừa sửa xong. Thế vì sao chú lại làm như vậy? Chú Hai Long làm như vậy để đánh lạc hướng chú ý của người khác, không ai có thể nghi ngờ. Tiếp tục qua câu hỏi số 4. Hoạt động trong vùng tình địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc? Các em thử cùng nhau tìm hiểu. Đối chiếu câu trả lời của cô. Hoạt động trong vùng tình địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ta có được những thông tin mật của giặc để kịp thời ngăn chặn, đối phó và nhanh chóng giành thắng lợi. Thế qua 4 câu hỏi chúng ta vừa tìm hiểu, ta rút ra được nội dung của bài như sau. Nội dung của bài hộp thư mật.
là ca ngợi những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo. Ở phần đọc diễn cảm, mấy em cố gắng đọc với giọng trôi chảy linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Khi thì hồi hộp, khi thì vui sướng, nhẹ nhàng, toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Ở nhà, các em sẽ tập đọc diễn cảm bài văn này nhiều lần và trả lời lại các câu hỏi mà chúng ta vừa tìm hiểu. Cô chào các em, chúc các em học tốt.